Rồi, đặc biệt hai cái thằng động mạch đốt sống hai bên thì nó có bốn cái mục. Cái mục đầu tiên, nếu mà thấy cái dòng chảy nó bình thường thì stick vô, nếu không thấy cái dòng chảy thì stick vô. Và hai cái này là hai cái gì? Partial steel và full steel là cái gì? Thì là hôm nay mình sẽ học tiếp. Giờ mình sẽ qua là một số bệnh lý đặc biệt của hai. Mục đích của chúng ta khám động mạch não ngoài sọ là gì? Mục đích của khám động mạch là thứ nhất tìm coi nó có bị hẹp hay không hẹp, chỉ có vậy thôi ha. Mà động mạch thường thường là do mạng sơ vữa, nó có hẹp hay không hẹp. Tuy nhiên cái thứ hai là nó có một số bệnh lý đặc biệt mà nhờ siêu âm chúng ta rất là nhiều lắm, chứ không phải ba cái này là ba cái hay gặp, ba cái này là ba cái hay gặp. Chúng tôi gặp thường xuyên. Đây, cho nên là đây để các anh chị sẽ thấy cái thứ nhất, bệnh lý thứ nhất là hội chứng cướp máu của động mạch của đòn. Cướp, cái chữ cướp là nó dịch từ cái chữ steal rồi đó. Đây trong y văn cũng có cướp đàng hoàng ha. Tại sao lại dùng cái từ đó? Nhưng mà thật ra đó, cái chuyện này là cái chuyện cực kỳ hay. Khi tôi làm cái đề tài của tôi thì tôi đào vô cái y văn thế giới thì tôi mới thấy được cái chuyện này. Là có hai ông bác sĩ ông trao đổi với nhau về cái chuyện này và ông dùng cái từ này, rồi sau đó được cả thế giới công nhận luôn. Và ông cứ dùng chữ cướp. Hội chứng cướp máu của động mạch dưới đòn nha, động mạch dưới đòn, động mạch dưới đòn. Rồi ra là các chị đọc. Rồi bây giờ mình sẽ giải thích. Ở đây các anh chị phải nhớ hội chứng này bệnh lý xảy ra ở đâu? Bệnh lý xảy ra ở động mạch dưới đòn. Động mạch dưới đòn. Về nguyên tắc khi chúng ta khảo sát động mạch não ngoài sọ là không có động mạch dưới đòn. Đúng chưa? Đúng chưa? Nhưng mà vì bên phải nó có cái thân động mạch cái đầu nó dễ coi cho nên chúng ta thấy được, chứ còn bên trái là rất khó thấy. Khó thấy, người ta không yêu cầu. Nhưng ở đây cái bệnh lý này nó đặc biệt là gì nào? Nó xảy ra thì ở động mạch dưới đòn, nhưng mà cái triệu chứng mà chúng ta phát hiện được không phải là chúng ta khám động mạch dưới đòn, mà chúng ta khám ở động mạch đốt sống, động mạch đốt sống cùng bên. Lý do là sao? Đây, đây là qua động mạch chủ. Ví dụ như đây là động mạch dưới đòn bên trái nó bị hẹp chỗ này, thì có phải là máu ở dưới này đi lên nuôi nó, là động mạch dưới đòn, sau đó đi qua đây là thành động mạch nách, rồi xuống đây thành động mạch cánh tay, rồi mới chia ra. Thế bây giờ nó hẹp ở đây thì máu xuống như này thì thiếu. Thì thiếu thì sao? Bình thường thì không sao, nếu hẹp nhẹ. Nhưng mà khi người ta vẫn đóng nhiều, cần cung cấp máu nhiều thì người ta thấy khó chịu. Đúng rồi, máu nó thiếu. Thì khi nó thiếu vậy, nó xảy ra chuyện gì? Nó giật máu của thằng này. Đáng lẽ đây nè, thằng này đi lên, lên, bữa này lên, lên, dễ rồi. Nhưng bây giờ không lên được nữa, nó giật xuống. Nó lấy máu nó để nó ưu tiên cung cấp chỗ này. Đó, cho nên là bệnh lý thì xảy ra ở động mạch dưới đòn, nhưng cái mà chúng ta phát hiện lại là ở động mạch đốt sống. Thì mới chia ra làm ba cái thứ nhất là tiền cướp máu, cái thứ hai là cướp máu không hoàn toàn, cái thứ ba là cướp máu hoàn toàn. Đó, sau khi mấy cái này rồi đó thì các anh chị mới thấy này, partial là cướp máu không hoàn toàn, cướp máu hoàn toàn. Đó, lúc đó nếu nó làm ở nhóm nào đánh vô nhóm đó, được chưa? Rồi, ok. Rồi bây giờ phổ tiền cướp máu, ba cái tiền cướp máu tức là chắc chắn là nhẹ rồi, nặng hơn nữa là cướp máu không hoàn toàn, và cuối cùng là quá nặng là cướp máu hoàn toàn. Bây giờ phổ cướp máu, tiền cướp máu là sao? Đây, khi nó xảy ra hẹp ở đây khoảng 50%, các anh chị đặt cái đốt lơ sung ở động mạch đốt sống cùng bên đó thì các anh chị sẽ thu được cái sóng này. Chừng thấy một lần, phân tích được một lần không bao giờ quên. Rồi á, mấy ông chụp chẩn đoán hình ảnh nhà mình hay thích minh họa bằng hình ảnh. Rồi cái này tôi hiểu sao mà ông nghĩ ra cái ông nói ra đây là sóng hình của họ. Vẽ cái minh họa lên, có lẽ chỗ này là hai cái lỗ tai, cái này là cái lưng. Đó, đó.
và đặt tên nó luôn Bunny, à, Bunny Way Forward, sống hình của nó. Cho nên nếu mà khoảng 50% nghe gặp ở đây bắt sống ở đây là sống hình của nó. Bây giờ vấn đề là chỗ nhìn cái hình đó làm sao biết đó là con thỏ, tại sao nó là như vậy, à, mình giải thích thì mình sẽ nhớ luôn. Vấn đề là chỗ này, vấn đề là chỗ này, vấn đề là chỗ các anh chị khi mà thấy cái sóng này á, thì các anh chị thấy bình thường đó, mình ở đây à, đồng mặt đốt sóng à, sóng là ra đỉnh tâm thu xuống tâm trương, là đỉnh tâm thu xuống trương. Nhưng mà ở đây mình nhận định thứ nhất, bắt đầu đỉnh tâm thu nó giật lên một cái đỉnh, đỉnh này là chắc chắn là đỉnh tâm thu rồi, nhưng tại sao nó lại bị xuống rồi nó lại lên lại, thì chỗ nào là tâm thu và chỗ nào là tâm trương mình mới phân biệt được thôi. Thì đây sắp có giải thích rất đây, bắt đầu đây là đầu của tâm thu nè, đây là hết tâm thu và bắt đầu giai đoạn này là nó trở về với tâm trương giả chứng nhân định, rồi tới chu kỳ ra dịch lên xuống lên đỉnh nha. Luôn luôn nhớ hai đỉnh, hai đỉnh giữa hai đỉnh bị lọt đó, mình nhắc đến đây như vậy thì mà nó sao sống này chu kỳ nó có hai cái đỉnh nè, à thì phải nhớ cái trường hợp này, nhớ cái trường hợp này, à nó ra hình đó. Rồi cái này là dễ thấy đây. Đúng không? Hình thần thảo. Thấy vậy là biết rồi. À, hình thần thảo. Rồi. Cái này á, thì còn nói là hình con thỏ rồi. Chứ qua tới cái này là con thỏ gì? Con này con quỷ vô thỏ gì? Có nhìn con thỏ không? Khó như quỷ vậy. Cái này là con quỷ chứ con thỏ gì? À, nhưng mà cứ bình tĩnh. Bây giờ mình thấy nè. Ủa sao cái này mày kỳ ra? À nhưng mà nè. Bắt đầu nè. Giật lên một đỉnh. Bị hụt xuống nè. Đỉnh thứ hai nè. Bao giờ cũng vậy, điểm thứ nhất, điểm thứ hai, điểm thứ nhất, điểm thứ hai, à, đây chính là cái chỗ nó bị một xíu mà đứng nó là không thỏ. Tại sao nó giật xuống? Tại sao nó giật xuống? Đây là cái thời lúc mà tâm thu vừa bọt, máu vừa lên động mạch đốt sống cái thì nó bị giật lại, nó bị giật lại để chuyển qua cái động mạch dưới đòn, nó sẽ giật lại, nó bị đặt giảm tốc. À, khu vực này là khu vực giảm tốc, giảm tốc, giảm tốc. À, mình nắm đứng được cái đó là mình kết luận được sống này là sống thỏ. Nhớ hai định, hai định, hai định ở giữa là giảm tốc. Rồi đó là khổ cướp máu, tiền cướp máu, tiền cướp máu là nhớ con thỏ nha, con thỏ. Hai định, hai định, một định, hai định ở giữa bị dịch. Rồi bây giờ tới cướp máu không hoàn toàn, tức là cái hạt nó nhiều hơn, nó nhiều hơn. Cái trần của cái động mạch dưới đòn nó nhiều hơn, à, thì nó cũng là hình con thỏ thôi, nhưng mà cái chỗ giật này nè, nó bắt đầu nó vượt qua đường nhận điện, giật xuống như thế, giật xuống máu đi xuống nhiều lắm, máu đi xuống đi trái chiều, à, từ cái thứ nhất qua cái này là rất dễ rồi. À, rồi cuối cùng là gì? Cái niệm pháp này chúng ta có tạo ra được hay không? Tạo được bằng cách như thế này, làm thực nghiệm. Các anh chị tưởng tượng là các anh chị lấy cái đồ huyết áp ấy, cái dạng chèn ở đây, chèn ở đây cực mạnh, thì có phải là các anh chị tạo cái chỗ hẹp ở đây không? Không phải là hẹp ở dưới đòn, hẹp ở đây thôi, nhưng mà rõ ràng ở đây vì nó hẹp quá cho nên nó có tác động tương tự như vậy, thì máu nó phải ưu tiên xuống đây mà đó. Thì khi mà ép tới một độ nào đó, các anh chị đo cái động mạch đốt sống bên, các anh chị sẽ ra hình đó, chúng ta làm được. À, nhưng mà tụi nay trước tập làm, tôi làm cái này hoạt động, tôi nói tôi làm cái này á là y tá của tôi nó chạy hết. Tại vì này nè, bơm nha, mình bơm cấp 8 200 cũng bóng ra cái hình tức được 200. Lúc đó cái tay nó cứng nhắc rồi, nó nằm nó la, nó thôi mày im đi, mày im đi, mày cứ từ từ làm cho tới khi ra được cái hình mừng quá, cho nó nghỉ chút làm lại. À, phải năn nỉ nó thôi, mày đáng có làm tối là dẫn đi nhậu, phải chịu khó đâu, mai mốt tới khi mà nó thấy mình vô đâu đâu đây là nó trốn hết đau lắm. Rồi đó, chúng ta làm được nha, chúng ta tạo ra được, chúng ta học. Rồi rồi, và cuối cùng là phổ cướp máu hoàn toàn, chỗ này là hẹp hết rồi, cứng luôn. Thì các anh chị thấy là lúc đó là máu nè, máu qua là được chủ nè, lên bên này nè, lên động mạch dưới đòn bên phải nè, lên trên động mạch đốt sống bên phải nè, đâu có lên trên này được, bí ở đây nó giật lại hết rồi, chảy ngược hoàn toàn, chảy xuống này hết để cung cấp cho tạng. À, thì lúc đó là gì? Lúc đó là nó giật xuống hoàn toàn, nó chỉ còn có thành phần âm thôi. À,
cho nên là mình chỉ cần nhắc đến được cái hình đầu tiên là tiền cướp máu, thì cướp máu không hoàn toàn, mà cướp máu hoàn toàn rất là dễ xử lý ha. Rồi. Nhưng mà nhớ khi chúng ta làm cái này, các anh chị nhớ nè, khi chúng ta làm cái này là chúng ta phải sao? Tuân thủ theo nguyên tắc so sánh hai bên, các thông số không được thay đổi. Ví dụ như bây giờ nó hẹp bên trái, tôi làm bên phải, à tôi thấy sống nó bình thường, định tâm thu cuối tâm dương, định tâm thu cuối tâm dương, không được thay đổi bất cứ một thông số nào. Tôi làm qua bên, có làm bên phải, tôi làm qua bên trái thì tôi thấy này, thì lúc đó mới kết luận được, đúng chưa? À như vậy là bên này. Đó, phải so sánh hai bên ha. Túm lại là gì? Túm lại là chúng ta chỉ cần nhìn hình ảnh để chẩn đoán. Cái cần nhớ là đầu tiên, đây là cổ bình thường, cổ động mạch đấu sống bình thường, đỉnh tâm thu cuối tâm trương, đỉnh tâm thu cuối tâm trương, nhẹ nhàng êm ái, à, chắc chắn RI thấp, tâm trương nó cao, đúng không? Rồi, tự nhiên xuất hiện này, à, cái gì đây? Wow, một đỉnh nè, hai đỉnh nè, ở chỗ dịch xuống nè, rồi, đây là cổ bình thường. Đây là tiền cướp máu. Thấy cái này một cái là kết luận là có sự xuất hiện của phổ hình con thỏ, à, hay là phổ bên mi quê ở một mặt đốt sống bên trái, à, kết luận theo dõi tắc, à, hẹp ở động mạch nó bắt đầu dưới đòn bên trái, à, bắt lý liệu một nơi nhưng mà triệu chứng siêu âm thì là ở nơi khác đó nha. Rồi ok, đó là con thỏ. Rồi nặng hơn nữa, cướp máu không hoàn toàn, nó bị giật xuống, cái phần giật này giật xuống luôn qua âm, và cuối cùng hoàn toàn không còn dòng chảy nào đi ở trên đường đẳng điện nữa, mà bị giật xuống hết, bị giật xuống hết, rõ ràng ha. Nè, nó giật xuống hết, đáng lẽ nó phải chảy lên trên đường đẳng điện, nhưng mà bây giờ nó giật chảy ngược, cho nên nó phải dưới đường đẳng điện, chuyện rất đơn giản. Rồi, đây, đã làm. Các anh chị làm thấy lần là các anh chị cũng tập được, không bao giờ các anh chị quên. À đây, mình nghĩ là tiền cướp máu, à cướp máu giật ha, rồi cái vấn đề thứ hai là phần mặt aneurysm, phần mặt thì các anh chị làm cấp cứu là gì biết này rồi ha. Trong cái kết cấu của bài giảng siêu âm thực hành phải có bài hình động mạch chủ mục. Các chị học bài đó chưa? Hình động mạch chủ mục là không cần gì lơ biết. Hồi xưa ta không có đúc lơ, đây là một cái cấp cứu mà vô là phải biết. À cái phần nó như thế nào? Thì thật ra làm trắng đen là đủ rồi, đủ để kết luận rồi. Nhưng bây giờ nó có màu thì nó thêm dữ liệu cho chúng ta. À cái định nghĩa này thì các chị biết hết rồi. À định kính nó lớn hơn, à, tình nó lớn hơn. Để màu vô thì sao? Nó sẽ xuất hiện hình này. Thì các tác giả thế giới nó nói là một là dân dân sai, dân dân là âm dương đó, là dấu hiệu âm dương. Theo ông Tàu là dân dân sai, hoặc là giống như cờ Hàn Quốc, à, Korean Cross sai. Nó ra hình này là rất là đẹp. Đó. Lý do là sao mà nó ra hai cái hình là hai màu như vậy? Lý do là đây, nếu nó là cái phần nó nằm ở đây, ví dụ như đây là máu đó, cái động mạch chủ bụng nó đang đi đây, ở chỗ này nó phình ra, thì có phải là nó tạo dòng xoáy, máu ở đây dưới áp lực của tim bóp, nó chạy vô đây, nó chạy dòng ra rồi, để nó chạy ra chứ ngoài, ra cái hạ lưu, nó tạo ra cái dòng xoáy, và nó tạo ra cái hình dạng, dinh dân sai. Khi chúng ta thấy cái phần này, thì nhiệm vụ của chúng ta để màu lên xem coi nó nói như sao, đo đường kính trước sau, à, xem coi là cái thành nó làm sao, có mảng sơn bữa hay không, và cái quan trọng nhất là coi cái gì, có bóc tách hay không. À, nếu nó có bóc tách cái là phải áo liền, à, đó. Hình là đã có áo rồi, nhưng mà nếu nó bóc tách lại càng phải áo em nữa, và nên đo cái chiều dài từ cái chỗ đoạn vào này. À, chỗ này nó bình thường, ở đây bắt đầu phình hết cái chiều dài này, à, để cho người ta biết là cái phình đó nó nằm trên một cái đoạn dài bao nhiêu, và nếu cần đo đường kính trước, đo đường kính sau của phình. Và một trong những nguyên tắc là
khi khám vinh động mạch chủ bụng thì cực kỳ nhẹ tay, nhẹ tay lỏ tay một cái nó nổ cái bụng là xong, cho nên là hết sức bình tĩnh như thế này, khám cực kỳ nhẹ tay mình là đó, cái dạng của mình thôi, cái này là dạng của mình thôi, cho nó vui thôi, cho thôi là gì đó nó bỏ ra đó mình. Đó, trục xoắn này, này. Đó, USA tình rất là đẹp. Rồi cái bệnh lý thứ ba là u thể cảnh, cavitis body tumor, u thể cảnh thì cái này các anh chị đọc các anh chị xem. Đặc điểm của thằng này u thể cảnh là đây, nó nằm ở chỗ chia đôi, cái chỗ mà động mạch cảnh trung chia đôi ra động mạch cảnh ngoài, ông cháu nằm như gì đấy, thế gì nữa, ông chèn cái đó, ông chơi cái ác kia, cho nên là nếu mà nó nằm ngay giữa chỗ này thì nó càng ngày càng lớn, thì nó đẩy hàng kia ra, đẩy hàng thằng trong ngoài và nó chen giữa hàng trong ngoài, có thể gây hẹp trong ngoài, rồi và nó rất nhiều thứ máu, trời, máu luôn nó khủng khiếp. Đây, đặc điểm của nó là đây. Các anh chị thấy bệnh nhân vô khám, thường thường mấy này là đi khám đầu mặt cổ hay tay cũng học chưa, nhưng xuống mình nó có cục, cục bị bơi gì mà bây giờ có thể là mất thể là nằm ngay chỗ chia đôi, ngay chỗ chia đôi nằm đây, đây nằm lên chia đôi nằm ngay giữa. Để màu vô, để chúng ta để đốt lơ màu vô, rất đẹp. Đây là cánh chung này, chia ra này, trong này, nằm đây, nằm đây, nằm ở đây. Rồi, echo của nó là echo, cái là có hồi âm, có hồi âm, có hồi âm, tương đối dày nhưng mà cũng không đồng nhất lắm. Để màu vô nhanh nhất để màu bắn được, thử khảo sát coi sao. Đây mình nói rằng đó, đây là màu trắng, đó là u thể cảnh. Đây là cái histology của nó, mô học nó còn chơi được như thế. Rồi tóm lại là gì, tóm lại mục đích của khảo sát động mạch não ngoài sọ là đánh giá tình trạng huyết động mạch của lực trời. Rồi hay nói một khác, chúng ta xác định xem nó có hẹp hay không, ở chỗ hẹp máu nó chảy như thế nào. Rồi khi có hẹp hoặc tắc thì nó sẽ thay đổi cái động mạch và xuất hiện những cái khổ điển hình giúp cho chúng ta học hình ảnh, thì cứ nhìn vào hình ảnh của chúng ta, khổ cũng là một dạng bôi mặn ha, thấy hẹp thì trước hẹp, tại hẹp và sau hẹp. Rồi luôn luôn dựa vào PSV-FVI, đây là tiêu chuẩn chính. Động mạch cảnh nói chung ít khi nào vượt quá 130, 125 tới 130 cm dây, và có cái bảng rồi tăng lên như đó chúng ta hẹp đánh giá. Rồi hẹp dưới 50% không bao giờ, đây là tiêu cánh của chúng ta, đây là tiêu cánh. Có thể làm sai, có thể làm sai, hẹp là 40% có thể vui, có thể làm sai, nhưng mà nó cái sự ông đâu thành thánh gì đâu mà nó vui rồi là chứng hết thành thánh rồi sai gì thứ sót gì nhưng may là cái chỗ này không ảnh hưởng, có sai thấy nó không ảnh hưởng thì làm sao cũng cho qua thôi, chứ không có phải gì. Trong trường hợp không xác định được chỗ hẹp thì sao? Và các anh chị luôn luôn nhớ, khi chúng ta kết luận hẹp ở trên siêu âm, cái đó không có giá trị tuyệt đối, nó chỉ là giá trị tương đối để tham khảo. Vì là những cái gì tiếp theo là của lâm sàng, họ thấy là này nó hẹp là được mặt cuộc sống này, thấy có gì ăn vấn đề lâm sàng nó có gì rồi, ok cho đi chụp rồi cho đi chụp mạch máu đi, có kết quả về hay anh làm hay đúng hay đúng hay cái đó hay đúng hay chuyện rồi.
động mạch cảnh trung, động mạch cảnh trong, động mạch cảnh ngoài, động mạch đốt sống. Riêng bên phải chút đầu dò xuống để thấy được thân động mạch cảnh từ đầu. À, những cái bệnh lý của nó, vấn đề là chỗ có hẹp hay không có hẹp, để thấy chỗ nào có hẹp thì trước hẹp. Trước hẹp thì sao? Trước hẹp thì sao? Đỉnh tâm thu, cuối tâm trương, cửa sổ phổ chấm. Tại hẹp thì sao? Tại hẹp thì SV, đỉnh tâm thu, nhảy vọt lên, mất cửa sổ chấm. Sau hẹp thì sao? Càng xa sau hẹp thì năng lực càng giảm, cho nên là đỉnh BSV càng giảm rất là nhiều. Trước hẹp, tại hẹp, sau hẹp. Rồi, à, rồi, một số bệnh lý đặc biệt, nhớ, riêng ở động mạch dưới đòn, bệnh lý người hẹp ở động mạch dưới đòn, nhưng triệu chứng thì ở động mạch đốt sống. À, thì nếu nghe là cổ, cổ gì? Cổ con thỏ. À, cổ con thỏ. Cổ con thỏ là cổ như thế nào? Có hai đỉnh. Bây giờ thấy ở bên kia nó bình thường, ở sau bên này có hai cái đỉnh. Nó nhìn là, à, tại sao hai cái đỉnh? À, cái chỗ nó dịch máu xuống. À, nhìn ra một lần, không bao giờ quên. Đó là cổ tiền cướp máu. Còn cổ cướp máu không hoàn toàn, dứt xuống đường ảnh điện luôn thành. Và cuối cùng là cướp máu hoàn toàn, mất tiêu luôn. Ê hết, đi xuống âm hết. Hay như là có cả xuống âm hết. Rồi, hình mặt, rồi dễ. Hình động mặt có thể xảy ra tất cả mọi nơi. À, học bút thì sẽ học hình động mặt bút, ngực thì có động mặt ngực, cảnh cũng vậy, cảnh hình động mặt cảnh cũng vậy. Nếu gặp cái hình động mặt dưới đòn đó bên phải, mà nếu chúng ta không coi điều đó chúng ta sẽ không thấy được đó là hình. À, rồi còn một khái niệm nữa là giả hình, ngày sau chúng ta sẽ học. À, rồi đây là hình. Hình hình sao? Màu tờ ha, nhân danh sai, nhân danh sai, nhân sai hoặc là Korean sai ha. Nhớ khi thấy phình thì phải làm cực kỳ nhẹ nhàng. Rồi đó, đó là cái bài của chúng ta, hoàn chỉnh cái bài của áo ngoài son. À, sau khi chúng ta làm cái đó rồi trở lại cái này coi thì đã đánh vô ha, à, cái nào bình thường đánh vô, không bình thường tiền cướp máu xa xa đó, đó có làm cho mình đó. U thể cảnh á, cái hàm thể, cái u thể cảnh là nó nằm ngay chỗ vị trí kia đâu, nó nằm ngay chỗ vị trí thật ít kia sẽ thật nhỏ, thật dọc dọc theo chỗ này, thật cái này nông thôi, thật đó là dài chứ không, và họ là nằm ngay cái vị trí, chính cái vị trí của nó biết được, biết đó là nằm ngay như được, đầu dưới máu, cái đầu dưới máu là thật. Mặt thì sao? Khi nào thật tim là nó có cái trung tâm thật tim lớn này thì chỉ có tí nó rồi. À đấy. Và cái đó, đó hơn nữa thì cũng cuối cùng là gì? Nếu mà không sợ ai khác thì mình sẽ nhiều khi nó đâu phải nó đi thẳng, mấy cái này còn dễ thấy chút xíu này, cong nè, nó gấp vô nè, nhưng mà cái thằng này đấy thì thôi quá trời, anh chị thấy là nó uốn một vòng nè, nó uốn vòng lên, mấy cái này là rất khó thấy, tôi cũng chưa bao giờ thấy mà nó uốn một vòng nè, mấy cái này thấy rồi nè, mấy cái cong này thấy rồi, nhưng mà anh chị thấy nó có thể là uốn một vòng như này.
vẫn có thể xảy ra. Cho nên á, nguyên tắc chúng ta làm quen nó bình thường, chúng ta giờ chúng ta làm bình thường rồi thì sao? Nhưng mà khi nào thấy ủa sắp kỳ đó, các anh chị thử tưởng tượng, khi các anh chị để đầu giò cắt ngang hay cắt dọc dưới đây, đang bình thường và tới đây tự nhiên tới đây các anh chị thấy nó ngoằn ngoèo, nó không có thẳng nữa, chưa lý giải được là các anh chị biết rồi, chắc chắn nó trong nhóm này nó bị biến lại hết sức bình thường. Lấy cái cần phải chúng ta so, cần phải chúng ta so lấy cái hình. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái bài thứ ba, à, bài thứ tư. Bài thứ tư.